Vị trí dự án Thành Đô 2 Tô Ngọc Vân với vị trí đắc địa tại mặt tiền số 381 đường Tô Ngọc Vân, phường Thành Xuân, quận 12 cùng thiết kế tân cổ điển đẹp mắt sẽ là nơi an cư và đầu tư lý tưởng cho những nhà đầu tư sắc sảo. Nằm ở vị trí phía tây thành phố Hồ Chí Minh với các tuyến đường huyết mạch Tô Ngọc Vân, Hà Huy Giáp, Lê Thị Riêng, Lê Văn Khương kết nối trực tiếp với quốc lộ 1A, quốc lộ 13 và trục Phạm Văn Đồng, Quang Trung, giúp quý cư dân thuận tiện di chuyển. Quận 12 là quận thuộc khu Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, tiếp giáp các tỉnh đang phát triển như Tây Ninh, Bình Dương. Nằm trải dọc theo quốc lộ 1A và là cửa ngõ giao thông quan trọng nối liền với các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Khung nhà phố Thành Đô 2 có tổng 118 căn nhà phố, được xây dựng đồng bộ với diện tích trung bình từ 50m2, 92,5m2, có 4 tầng và 1 áp mái. Được thiết kế đặc biệt sân vườn cho từng căn riêng biệt, được thiết kế với lối kiến trúc tân cổ điển vô cùng tinh tế và độc đáo. Sự kết hợp giữa kiến trúc châu Âu với nét hiện đại thanh thoát tạo nên một quần thể nhà phố đẳng cấp bậc nhất. Dự án Thành Đô 2 được đầu tư với loại hình nhà phố thương mại có vị trí tại 381 Tô Ngọc Vân, phường Thành Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, có quy mô 7.284m2, cung ứng ra thị trường quận 12 hơn 118 sản phẩm nhà phố với thiết kế 4 tầng và 1 áp mái, thiết kế diện tích từ 50-90m2, nhà phố được chủ đầu tư hoàn thiện mặt ngoài, thô bên trong. Dự án với vị trí đắc địa tại mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, cùng với thiết kế tân cổ điển tuyệt đẹp, sẽ là chốn an cư và đầu tư lý tưởng. Quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ 0909305333 phòng kinh doanh để có thể sở hữu những căn đẹp và giá bán tốt nhất giai đoạn đầu tiên.